Đối với tất cả các chỗ làm hoàn toàn đều được rốt ráo đến được bờ kia, trí huệ thanh tịnh lìa khỏi tất cả chấp trước, biết pháp mười phương khác biệt, trí không chướng ngại, đến nơi mười phương khác biệt thân không mỏi lười. Đối với nghiệp mười phương khác biệt đều thấu rõ được, đối với chư Phật mười phương khác biệt đều hiện thấy hết. Đối với thời gian mười phương khác biệt đều thâm nhập được, diệu pháp thanh tịnh đầy rẫy trong tâm, phổ trí tam muội chiếu sáng tâm ý, tâm luôn vào khắp cảnh giới bình đẳng, được trí huệ Như Lai chiếu đến, dòng nhất thiết trí liên tục không dứt, hoặc thân hoặc tâm không lìa Phật pháp, được tất cả thần lực chư Phật gia trì, được quang minh tất cả Như Lai chiếu đến, thành tựu đại nguyện, nguyện thân khắp cùng tất cả lưới cõi, tất cả pháp giới vào khắp thân mình. Thiện tài đồng tử lại biết pháp mười phương khác biệt, đắc được trí huệ không chướng ngại, lại đi đến cõi nước mười phương khác biệt, thân cũng không cảm thấy mỏi lười. Đối với hết thảy nghiệp báo mười phương khác biệt, ngài đều thấu rõ được. Đối với chư Phật mười phương khác biệt đều hiện thấy hết. Đối với thời gian mười phương khác biệt đều minh bạch thâm nhập được, ngài đắc được diệu pháp thanh tịnh cảnh giới đầy rẫy trong tâm, dùng định lực trí huệ thấy khắp, chiếu sáng tâm ý thường thường hiện tiền trong tâm, luôn khoáng lạc bình đẳng, không sầu không lo, không tham không cầu. Do đó có câu: đến chỗ không cầu sẽ hết lo. Đại quang minh tạng của Phật luôn chiếu đến thân tâm của ngài, dòng nhất thiết trí huệ liên tục không dứt, thân tâm thường ở trong Phật pháp vĩnh viễn không lìa, được thần lực của tất cả chư Phật gia bị cho ngài, được quang minh tất cả Như Lai chiếu đến ngài, thành tựu đại nguyện. Đại nguyện đó thân khắp cùng tất cả pháp giới, tất cả cõi Phật và tất cả hạt bụi giống như tấm lưới la, hết thảy tất cả pháp giới đều vào khắp trong thân thiện tài đồng tử. Dần dần đi du hành khoảng 12 năm thì đến thành Trụ Lâm. Thiện tài đi các nơi tìm kiếm trưởng giả giải thoát, khi thấy được rồi bèn đảnh lễ năm thể sát đất, đứng dậy chắp tay bạch Đức Thánh rằng: